Rồi lên nói đi. Mời rồi đó. Nguyễn Di ba que bốn que gì tôi cũng cho lên. Tôi đã thức khuya rồi, đang 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 đợi ba que vào nhà mời lên mà. Ừ, dạ. Dạ chào, dạ xin chào. Anh Dạ. à, quên không, Chào anh chào năm chào mấy cho em em. biết tiện xưng hô. Dạ anh năm sinh sinh năm 1971 em. À, gì lớn hơn em. Đó, em 6 tuổi. Rồi hôm nay Dạ. nói về vụ mà Dạ. Việt Nam mình Thì thì sớm nhận đâu cũng nghe về về cái tư đề hôm nay rồi đó. thì anh nói cho em nghe nè, bây giờ mình là người Việt Nam, làm cái gì làm mình cũng phải nghĩ cho dân tộc với đất nước mình trên hết, đúng không? Anh cũng có tôn thờ Mỹ, anh không tôn thờ người nào, mà anh cũng không có tôn thờ Đảng Cộng sản nữa. Cái lối anh nghĩ là anh suy nghĩ cho đất nước Việt Nam và người Việt Nam vậy thôi. Anh chỉ cảm thấy ở cái Đúng nào rồi, mà anh lợi cho em người Việt, mình đang đứng trên đất lợi nước cho Việt người Việt Nam thì Nam mình mình đã bảo ủng vệ đất nước hộ. Việt Nam thôi. Còn cái nào mà thí dụ như mà rất không lợi cho đất nước mình, nó không lợi cho đồng bào mình là anh phản đối liền. Anh không có theo phe nào. Thì như cái lời anh Hải nói, anh hồi nãy anh nói Rồi mình là thằng Mỹ nó giống như là Việt Nam của mình là cái điểm mà giống như là người ta muốn, không phải tại vì nó muốn bảo vệ tự do do ở Biển Đông, tại vì xung quanh đó là có nước Phi theo thằng Mỹ, rồi Nhật theo thằng Mỹ, rồi Nam Hàn theo thằng Mỹ, đâm ra nó không muốn thằng Trung Quốc giống như là khống chế cái Biển Đông. Tại vì trong những cái nước đó, những cái nước theo Mỹ, đâm ra nó bảo vệ cái Biển Đông vậy thôi. Chứ không, mà cái đặc điểm ảnh nói là cái nước Việt Nam mình nó địa thế là cái đảo Cam Ranh á, thì nó rất là thuận lợi cho người Mỹ để người ta quản chế cái, người ta khống chế cái Biển Đông, chứ không phải là người ta muốn vô Việt Nam mình để người ta làm một cái gì đó đâu. Thì thôi anh cũng có đôi lời chút xíu, nhưng mà anh cũng nói với em với lại các bạn vậy, thì anh không có theo phe nào hết, nhưng mà anh cảm thấy cái nào mà nó lợi cho người Việt Nam của mình, có lợi dân tộc mình thì anh ủng hộ. Còn cái nào mà thí dụ như nó anh cảm thấy là nó ảnh hưởng tới dân tộc, nó ảnh Nhưng mà hưởng giờ tới đồng em hỏi bào là anh anh nè, không bây bao giờ giờ đồng ý. anh là anh nói là anh cũng như em là đang đứng trên đất nước Việt Nam, mình thấy cái gì không phải thì em cũng nhanh vậy đó, đành phản biện lại thôi. Bây giờ em hỏi anh, nhưng thường thường với mấy anh mấy chị ở bên hải ngoại á thì nói cái đất nước Việt Nam mình hiện nay giờ bị Trung Quốc bắn cho Trung Quốc hết rồi, theo anh nghĩ mấy anh mấy chị đó nói đúng không? Thì nói chung là nhiều khi anh cũng nghĩ như vậy, nhiều khi những cái chuyện mà người ta có quyền có chức, người ta làm những cái gì đó, thật sự người dân của mình không có biết được, mình không có thể nào, những cái gì người ta làm mình đâu có thể biết được Không, đâu bây em. giờ em Nhưng mà anh thí dụ như hỏi anh anh, bây giờ cảm thấy cái đó em không với anh đúng. đang đứng trên đất nước Việt Nam, mình là công dân người Việt Nam đúng không, nhưng mà cái những người bên hải ngoại nói đất nước Việt Nam mình giờ hiện tại giờ bán cho Trung Quốc rồi, dĩ nhiên bán Trung Quốc là cái quốc tịch của anh em mình Thì là từ Trung Quốc đúng nói không, chung là anh nói cho bây giờ em quốc nghe tịch là của thí anh dụ như là bây giờ đang cái chuyện là mà cái người Việt Nam hay là cái người Trung Quốc, em hỏi anh như thôi. thì anh nói cho em nghe, thí dụ như giờ cái người Trung Quốc, người ta mua miếng đất, người ta kinh doanh ở trên đó, người ta tạo ra những cái gì đó, rồi cái người ta Không có xả thải mua như vậy, theo em á, không, tức là thuê thôi, có là dạ thuê đúng đi, rồi, thuê một miếng đất để mà làm thôi ăn đi. dạ Nhưng mà thí dụ như anh nói cho em nghe, thì đương nhiên mình đất nước mình muốn mở rộng thì mình phải làm cái kinh doanh, mình phải để cho những cái nước ngoài người ta vô, người ta kinh doanh thì đất nước mình mới phát triển được, em dạ biết không? Nhưng mà cái vấn đề mà thí dụ như xả thải hay cái gì đó, mình phải làm sao cho nó giống như là, ý anh nói là mình phải làm sao để cho cái chất thải đó nó trong sạch, để đất nước mình được trong sạch, em hiểu không? dạ đúng rồi anh. Thí dụ như ở bên Mỹ này, hồi xưa Formosa, anh nói cho em nghe, hồi xưa Formosa nó có ở bên tiểu bang Louisiana, nó cũng cũng làm ra cái, nó xả thải ra, thì khi mà tụi Mỹ nó phát hiện được là chất thải đó nó nhiễm độc một cái biển, Rồi anh nói cái phần thì này cho họ em bắt nói cái. nè, cho em cắt ngang là anh, cái anh nhớ cái đợt Formosa đợt đó là nó xả thải ra, thì nhà báo chí mình, bà con người ta báo cho báo chí mình lỡ quay phim đó, người ta chạy đến thấy không, báo chí mình lỡ quay Thì cống đó, luôn, không, thì nhưng em mà hỏi anh nói anh cho em không, nghe, thí nhà dụ nước như mình có đương bưng bít nhiên đâu, bao che không. người ta tạo thép thì đương nhiên là phải có chất thải, nhưng mà cái chất thải đó phải được cái sự xử lý, nó không thải ra ngoài để nó độc. Thì nói chung là anh thấy như vậy, thì anh cũng hy vọng là nhà nước của mình phải làm sao xử cái việc đó, phải không, để cho Bạn nhớ người vụ dân đó không, xung quanh em đó nói người ta anh đều có được nhớ ấn không, là tượng. có nhà báo báo chí công an mình lợi luôn không, quay phim lên đúng không, chỗ phát xa đúng Thì không, đó, anh cũng hy vọng rằng anh cũng hy anh vọng nhớ là đất không nước, ví dụ những người đó mà người ta xử lý cái đó, người ta làm cho nó êm đẹp, em biết không? đó. Chứ đừng có để mà cứ xả thải ra một một cái vùng biển như vậy, người dân người ta không có công ăn việc làm rồi như vậy. Nếu mà nhà nước chính quyền mà xử lý được cái chuyện đó thì rất là tốt Rồi cho dân tộc, cho đúng đồng không, bào, anh đúng nhớ không? lúc đó là có quay đúng không,
Nhưng mà em nói anh nghe nè, những người đang bên hải ngoại nói là nhà nước mình bưng bít cho Formosa đúng không? Nhưng mà bưng bít mà tại sao mà nhà báo báo chí công an an ninh lợi lợi tại đó quay, anh nhìn ở nhà mình nước mình có bưng bít không? Nhà nước mình, ủa tôi đang đứng trên đất nước Việt Nam tôi cho tất cả anh thuê, nhưng mà anh Thì đương thuê nhiên người ta anh vô phải người ta vệ thuê đất sinh, thì anh phải đất giữ nước mình mới phát triển được cái đất cho em. bà con người dân tôi đó. Đúng Đúng rồi, không? đúng rồi. Mình là người dân Với cũng lại anh phải nói cho vậy, người nghe cái dân vụ mình chứ. Formosa vậy nè, cái vụ Formosa ở Louisiana đó nó cũng thải ra vậy, cái xong xuôi cái bị ảnh hưởng là ở chính phủ này, nếu mà cái công ty Formosa nó vẫn muốn làm việc á là phải coi như là khắc phục cái hậu quả mà xả thải rồi phải đền bù, giống như là bây giờ cái Formosa ở Mỹ vẫn còn em. Louisiana giờ vẫn còn Formosa. Tại vì người ta xử lý chất thải coi như là không không bị độc hại ở vùng biển đó nữa. Bây giờ Formosa vẫn có ở Mỹ mà. Nhưng mà em hỏi anh nha, bây giờ anh hỏi, giờ em hỏi anh lại nè, bây giờ hiện tại giờ Formosa hiện tại giờ biển tại đó sạch không, bà con có đi tắm biển không, em hỏi anh như Anh thôi. hy vọng là vậy, anh hy vọng là Có, vậy, anh hy vọng tại là vì vậy. tụi em Dạ. bạn em đi qua tới đó quay cho em coi trực tiếp là quay đó là nước biển trong sạch, và bà con ở ở chỗ đó người ta đi du lịch tại đó, cá biển tôm ở đó vẫn sống vẫn đàng hoàng luôn, cái môi trường đó bây giờ là trong sạch lại rồi. Rồi em hỏi anh, cái đó là bây giờ trong sạch đã hết rồi phải không? Giờ em hỏi anh nha, cái Formosa đem về Việt Nam để làm gì? Có phải tạo công ăn việc làm cho bà con người dân mình không? Đúng rồi, đúng rồi, kinh tế đất Đúng nước không? đem người dân đi lên, đúng rồi, Đúng cái đó không? là đúng, chứ đâu phải, Rồi. là mình một đất nước mà mình muốn làm một cái kinh tế lớn mà không cho ai vô làm ăn hết làm sao mà đất nước mình đi lên được. Điều đó Đúng bắt buộc mình phải làm thôi, mình phải mở cửa ra cho người ta vô, người ta kinh doanh. Nhưng Rồi. mà những cái rác thải mà phải ấy ra làm nhà nước chính quyền mình phải xử lý đàng hoàng cho nó đúng đắn để đừng Đó có ảnh hưởng tới người dân. Đó thì là thôi. Đó là em điều nói anh em muốn. nè, nhà nước mình mà bưng bít, nhà nước mình bao che thì không bao giờ cho nhà báo là gượt những cái người đó luôn, gượt quay luôn, rồi nó chạy trốn bắt nó luôn, anh thấy không? Nhà nước làm vô là làm mà trực tiếp làm luôn, anh thấy như vậy đó. Nhà nước mình, như nhà nước mình không đưa những cái tin đó, nhà nước mình mà không quay cái tin đó lên thì ai lại quay được cái chỗ đó? Ở bộ Phóc Mô Sa anh muốn vô đó anh quay là quay được hả? Người ta làm việc, anh là Rồi. người dân bình thường sao quấy, trừ ra Đúng nhà rồi, nước đúng công rồi, an đúng an rồi. ninh mới vô quay được thôi, vì chỗ nhà nước mình quay được những cái chỗ mà nó đang xả thải ra vậy. Rồi bắt đầu Ok những thì cái tầng thôi giờ hầm mà anh nói đang với chống phá đất nước Nhiên mình về với lại anh sao? chị em ở trong cái livestream này vậy, anh nói dù cho anh có là ba que hay là bốn que đi chăng nữa thì lúc nào anh cũng nghĩ là đồng bào đất nước của mình đặt trên hết. Thì Anh em cũng tôn vậy thờ một thôi, đảng phái nào em cho là dù là cũng ba người que hay dân là vậy bốn đó, que, em nói anh lên sự cảm thật. thấy, thí dụ như cái đó mà nó tốt đẹp cho đất nước của anh, nó tốt đẹp cho người dân của anh Giờ là em hỏi anh anh học, nha, mặc bây dù giờ em những hỏi là anh một nha, lời nói. đúng giờ nè, cho em cắt ngang lời anh. Bây giờ theo anh thấy giờ hiện tại đất nước mình có bị suy sụp không, hay đất nước mình mỗi ngày phát triển đi lên? Thì nói chung là bây giờ anh về Việt Nam cũng rất là nhiều lần thì anh thấy là người Ủa dân anh của đang mình ở nó nước nào? có cái đời sống nó cao hơn chút xíu. Cho em xin Anh lỗi ở nha. tiểu bang Florida. À, Florida Florida. nắng ấm đẹp như là Sài Gòn. Dạ anh đi về Việt Nam mình Thì được bao nhiêu lần rồi anh? trời, anh đi coi như là 30 năm nay mà anh về khoảng mười mấy lần rồi em. Dạ thì Anh sắp anh đi sửa về về, nữa rồi. thì anh đi về đi được 30 năm mà mới anh về được mười mấy năm, rồi anh thấy mười mấy năm sau thì anh về nó khác hơn mười mấy năm trước không? Khác hơn, tức là Khác người khác dân ở của chỗ mình có nào cái anh, đời cho em sống cái cao khác đó hơn đi. nhiều, đời dân có cái đời sống cao hơn nhiều. Thí dụ như là những cái vùng quê hồi xưa mình đốt đèn dầu, bây giờ người dân đều có đèn điện hết, cái đó là cái điều tốt cho người dân. Anh cảm thấy cái đó là tốt cho người dân thì anh ủng hộ. Tức là anh nói là anh chỉ cảm thấy cái đồng bào của anh hồi xưa đốt đèn dầu, đồ sống, cuộc sống coi như là giống như là nó bị cái gì đó không được thoải mái. Bây giờ có Rồi điện, có đèn, anh có nói tivi, vậy giờ em cái đó rất là tốt. rồi anh nói gì cho em cắt ngang, em hỏi anh cái nữa. Bây giờ anh đi là 30 năm về trước, nhưng mà anh mới đi về được mười mấy năm, anh tổng cộng cho em mười mấy năm em mới biết hỏi anh trai á, tổng Sao cộng em? À, anh về mười mấy lần rồi, anh về mười mấy được lần. 12 năm không anh? Anh về tổng cộng được 12 năm không? Anh về nghỉ, anh nghỉ về trên trên mười mấy lần rồi đó. Anh sắp sửa À về lần nữa, anh nghĩ rồi chắc anh giờ về anh 15 nói gì đúng 16 không? lần rồi. Thì bây giờ anh nói về đèn điện, đèn dầu thì anh nói gì em cũng công nhận. Bây giờ anh hỏi đèn điện, đèn dầu thì em cũng công nhận. Bây giờ tao em hỏi qua đường. Ngày xưa anh 30 năm về trước, anh thấy những cái con đường mà anh đi như thế nào? Nó được thông Thì thoáng, đúng rồi, giao thông bây đúng giờ rồi, như thế đúng nào? rồi, Anh nói thấy đúng rồi. nó có Nó tốt ủng hơn, hộ hơn ngày xưa em. không? Nó tốt hơn, nó tốt À nó hơn, tốt nó hơn, tốt vậy hơn, là em đường cũng cảm xá rồi ơn nó rồi. tốt hơn. Thì Dạ. nói chung là đất nước mình cũng mở ra để cho nước ngoài người ta vô, người ta kinh doanh. Thì đương nhiên người ta kinh doanh, người ta bỏ vốn ra, người ta phải lấy lời lại, Dạ. chứ đâu có ai tự nhiên người ta bỏ tiền ra, người ta kinh doanh rồi tự nhiên người ta không vô vô đồng bạc nào, em hiểu không?
cái đó thì anh cảm thấy là đất nước phát triển rất là tốt, dạ chứ anh không, anh không có ý kiến gì vấn đề đó, không, nhưng mà tại anh nói tại gì vì đó. em hai anh em mình á ở đây á, tại vì bên hải ngoại hay so sánh đất nước mình giờ đang tụt hậu đi xuống đồ, thì em muốn hỏi những cái gì mà cái lợi thật, anh em cũng đang sống trong nước nhưng mà em nói cái lợi thật á, thì người ta nói em là bưng bô, mà anh biết cái trình độ em đâu phải là dân làm việc đâu mà bưng bô, tại vì em cũng bức xúc nhiều khi Đúng người ta nói rồi. sai sự thật em lên cứ như anh vậy lấy cái sự thật mình nói. Bây giờ em nói anh nha, ngày xưa anh em mình là anh lớn em 6 tuổi, nhưng mà thời trước đó thì anh lớn em 6 tuổi thì anh cũng mười mấy tuổi anh mới đi mà đi nước ngoài đúng không? Thì Anh đi Mỹ lúc đó anh có 16 tuổi à. anh Bây giờ 16, anh 47 rồi. anh đi lúc đó 16 tuổi, lúc đó em được 10 tuổi rồi, thì anh tính đi 16 năm lúc mà anh đi lúc đó cái đất nước mình khổ không? Khi mà anh lúc đó là Khổ. anh ôm cặp, Đúng. lúc mà anh cắp sách đến trường á, lúc đó anh học bằng cái trường học á là người ta xây bằng cái trường học được có cao cấp được như bây giờ không? Không không được như bây giờ, đúng rồi, đương nhiên rồi, đất nước có phát triển mà, thật Dạ sự đất nước có phát triển chứ không ai có phát đúng không triển, chứ mà chứ anh đâu nói là đất nước của mình tồi tồi không, tồi tệ ngày tệ, ý có là phải có phát hai anh triển em chứ. mình hỏi trao đổi với nhau là cái sự thật anh Dạ em không, à, có phát triển. thì ý em với anh hỏi coi coi giống những cái lời mà em đang kể trên mạng xã hội từng nhiều qua clip là em nói là ngày xưa em khổ nhà em nghèo đồ không vậy á, xong khi em nói người ta nói em không tin Anh cũng sao? thật sự anh nói với em là anh là thật sự là anh cũng là ba que. Anh cũng là ba que, nhưng mà ba que nó cũng có nhiều loại ba que lắm em. Có những loại ba que mà tàm xàm, ba láp, quậy phá đất nước có em. Có, nhưng mà cũng có nhiều người ba que, người ta yêu đất nước, người ta yêu dân Việt. Em hiểu Không không? Ta phải yêu đồng bào, người ý ta yêu đất anh nước, không phải nhưng là mà ba que, không phải là người ta bắt buộc người ta phải yêu đảng, em hiểu không? Tại vì anh sống ở nói tự do. Thí dụ như anh yêu dân tộc anh yêu đồng bào anh, nhưng mà không bắt buộc anh phải yêu đảng. Em hiểu không? Ba dạ que nó cũng nhiều loại lắm anh em. á, Ừ, cũng có ý nhiều người cũng tàm xàm ba láp. anh á thuộc dạng là con của các bác Việt Nam Cộng Hòa đúng không, anh đi Dạ diễn đúng ô rồi. đúng không, đúng không? Không, anh đi diễn con lai, À, đi anh diễn là con lai người lai Việt. những gì thôi. Bây giờ em nói anh nghe nè, cái chuyện á là ba anh là Việt, con ba anh là Việt Nam Cộng Hòa, đối với anh em mình á Việt Nam Cộng Hòa cũng nhiều người tốt đang đang sống ở trên cái tỉnh của anh Không, ba anh là người Mỹ, ba hả? anh là người Mỹ, mẹ anh là người Nhưng Việt. mà em nói anh đã Thế khi một người Việt rồi có cái tấm lòng rất là lương thiện đúng không anh, đã người Việt không, rồi anh cũng đúng rồi, cái mắt đã anh chỉ cái cảm kinh thấy là dòng mình người trên yêu kinh dân người anh Việt, là có mình máu yêu người đồng Việt bào, rồi. mình yêu dân tộc là đủ đối với anh rồi. Dạ Còn anh không có, anh không có theo đảng phái nào hết, đúng, bây giờ anh em mình cũng y như vậy đi, mình bảo em đảm cũng không có bưng bít nhưng mà mình lấy sự thật, ai nói sai thì mình cũng sự nói thật. Đúng đó. rồi, đúng Giả rồi, tỷ nhà nước mình đi đúng ok. không, nhà nước mình có một cái ông nào mà như lãnh đạo nhà nước mình đó, một ông nào mà ăn hối lộ như Đinh La Thăng hay là ông gì gọi đó Không đúng là em cũng phản đối như thường, đúng đúng không? Nhưng mà không? anh thấy anh thấy cái ông gì mà cái ông gì mà chế ra tiếng Việt của mình mà có dựa theo cái đó là anh không đồng ý Em cũng rồi. không Không đồng lẽ dân ý. tộc của mình phải thay đổi ngôn ngữ hết sao, đúng Anh không? yên tâm đi, anh thấy em cũng từng lên phản đối em cũng không đồng ý, anh hiểu không? Người, mình làm gì mình cái đất nước người Việt mình nói chuyện nó y tiếng Tàu em cũng không đồng ý với anh thôi. Đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. Bây giờ anh em mình nó cứ góp ý nhau, ừ cái đất nước Việt Nam mình hiện nay giờ mỗi ngày đang phát triển đi lên. Em cứ lên đây á, mong anh chị em mà đang đang chống cộng nói chống cộng mà đang chống phá rồi chửi rủa về đất nước á, thì em mong anh chị em đó mà chưa từng đi bước chân vào Việt Nam đó, thì mình đi lại tới chỗ mà đại sứ quán xin một cái vé đi về Việt Nam coi thử coi cái đất nước Việt Nam bây giờ nó phát triển như thế nào, rồi lúc đó rồi hả nói hả chửi gì cũng được, em mong như vậy thôi, em là như vậy đó. Thì anh Thì em thôi, dạ em trao đổi giờ anh anh vậy nói em nghe thì thôi, dạ. sẵn cái dịp livestream của em vậy em cũng mời anh lên, anh cũng cảm ơn em. Nhưng mà vậy theo gì em biết rồi, cái cá nhân của anh vậy, anh không theo đảng phái nào, anh chỉ nghĩ tới đồng bào với dân tộc, anh cảm thấy cái nào tốt cho đồng bào anh ủng hộ, mặc dù chỉ là một lời nói. Còn cái nào mà không tốt cho dân tộc đồng bào anh là anh phản đối liền. Dạ Thì anh thôi, cũng anh cũng phản cảm đối, ơn cái em cũng livestream của phản đối em. bình thường thôi anh. Anh cũng không muốn quản lại cái lời livestream của em, thì thôi anh cảm ơn em mời Vậy em anh lên, em thì mình giữ thôi nhau hẹn ha, người em khác chào livestream anh. nha. Dạ bye Ok, bye anh. có Dạ gì chào em, chào tất cả bye mọi bye người. anh. Dạ.